Rồi hôm nay mình sẽ khui một cái đồ rất là đặc biệt nha mọi người, xem để coi cuối cùng là mình sử dụng cái này để làm cái gì nha. Cái này mình mua với số tiền là 130 mấy ngàn, là luôn ship về tới đây luôn á. Giờ mình sẽ làm một cái điều nó khá là rẻ tiền mà nó hiệu quả, mà không biết hiệu quả hay không. Khui sao đây? Đây hai cái ô vuông bằng gỗ, gỗ thông hay gỗ ép gì, gỗ thông đó. Nó nhẹ nhàng thơm mùi gỗ, văn gỗ tự nhiên khá là chắc, với cái giá tiền 60 mấy ngàn một miếng, một bộ 60 mấy ngàn, 60 mấy ngàn một cái gì, 50 mấy ngàn hay gì chứ, luôn thì ship luôn, kể như là 60 mấy ngàn một miếng, rẻ tiền, giá cả phải chăng, đẹp, đúng không? Mọi người có thể trang trí cái này là vuông nha, vuông 17 cm. Đó. Rồi thì bây giờ mình sẽ làm gì với cái này thì bắt đầu, mời anh em cùng xem nha. Góc cạnh nó khá là ok. Đó. Giờ chúng ta tiếp tục vô phòng thu xem coi mình làm gì với cái này. Đây mình sẽ làm gì đây? Bạn thấy cái lo này không? Kim lo monitor. Tại vì mua kim lo mình thấy nó cũng khá là mắc, có thể là 300-400 ngàn, 500-600-700 ngàn. Nhưng với mình chỉ mua hai cái miếng này để đặt cái lò lên, khá là đẹp, hợp với bàn gỗ luôn. Đó, hai miếng chỉ có 130 mấy ngàn luôn, luôn tiền ship nha. Đó. Lò thì mình không nên đặt ở dưới cái bàn, bởi vì nó sẽ bị dội âm thanh. Bây giờ mình sẽ đặt cái lò lên, cái hộp gỗ này. Trước đây đặt bằng cái hộp iPhone thì mình thấy nó vẫn chưa có đạt cái độ cao cần thiết. Mình đã đo hạo trước rồi, thuộc khá là vừa nha. Thay vì nếu mà mình không đặt lên lo, mình để này lên trên cũng nhìn cũng đẹp. Mình có thể mua nhiều cái hình vuông này, nó có nhiều kích cỡ lắm. Mình mua gì mình sắt, mình với cái ô để trưng bày khá là đẹp. Mình phải chọn cái mặt nào và đặt để. Anh em biết sao không? Mình canh lo rất là kỹ, tại vì cái gốc lo, cái hướng lo nó cực kỳ là quan trọng. Đó. Nếu mà mình canh mà nó không tốt thì sẽ ảnh hưởng tới cái chất âm của mình, cái hướng mình ngồi làm việc á. Cái gốc lo, cái độ cao của lo đồ. Đó. Mình phải canh sao cho mình ngồi là nghe ở hai lo nó phải hướng về hướng hai cái mặt lo nó phải hướng về hai cái tai của mình, cho nó trực diện nhất là nó tốt nhất. Góc kiểu như góc tam giác gì đó. Lo lên kệ rồi à. Nghe nó ổn hơn nhiều, nó thật và chi tiết hơn, nó ngang tầm của mình nghe nó ngay bên tai của mình, cảm nhận được
rất là chi tiết. Đó, mình thấy khá là đẹp, rất là hài lòng với cái giá tiền và cái lợi ích nó mang lại. Bài mình đang mở là cái bài mình mới vừa phối. Bài này cũng về Phật, thanh tịnh lắm. Đây mình sẽ kiếm đồ chân vô đây để phone vô đây cũng được, khá là hấp dẫn. Lo của mình nó hợp với cái bàn luôn, cùng màu, cùng là gỗ. Gỗ thì cũng gỗ thông. Mình thấy giải pháp này cũng hay đó mọi người. Nếu mà lo để trên bàn thì mình nên mua những cái ô nó có nhiều kích thước lắm, một tấc vuông, tấc rưỡi vuông, hai tấc vuông, tấc bảy, đủ thứ. Đẹp, hiệu quả, rẻ tiền. Lo mình ở dưới đít có niệm nha, còn lo anh em không có niệm thì anh em phải lót mướp để thôi nó bị rung hoặc là cả. Còn cái loại lo này ở dưới đây nó có mướp ở dưới chân lo. Rồi, mọi người thấy hay thì cho mình một like. Còn mọi người có ý kiến gì về cái vấn đề mà mình mới sử dụng thì để lại ý kiến nha, anh em mình cùng chia sẻ. Trước giờ mình làm nhạc mà mình mới có một bàn làm việc nó mới gọi là tạm là đúng chuẩn thôi. Mình cũng chế này chế kia thôi chứ không có mua, tại dịch bệnh cũng khó khăn. Thì mình thấy vui với điều mình làm là được rồi, và nó cũng hiệu quả. Rồi, anh em cho mình một like, đăng ký kênh nha, để nhận những cái video liên quan về vấn đề âm nhạc, chơi đàn này kia nọ. Chúc mọi người nhiều sức khỏe. Nhạc này giống như nhạc Hoa lời Việt, nhạc China. Rồi, tạm biệt anh em.